Miệt thứ hôm nay, bạn cần biết sau những trận mưa trong tháng 4 và tháng 5, một lượng rác thải đã trôi bồng bềnh trên sông Kênh Sáng Sẹo Rô, đoạn trung tâm thị trấn thứ 11 hướng về xã Vân Khánh hay Kênh Hạng. Rác cũng đã tụ lại ở những đoạn trước Ủy ban Nhân dân thị trấn thứ 11 và nhiều khu vực lân cận khác. Lượng rác thải sinh hoạt này hầu hết là rác thải sinh hoạt và rác thải trong hoạt động kinh doanh tại chợ thị trấn thứ 11. Loại rác thải sinh hoạt có thể dễ dàng phân hủy thì đã phân hủy dưới lòng sông. Những loại rác thải vô cơ, những rác không thể tái chế hoặc tái sử dụng như túi ni lông, hộp xốp thì trôi bồng bềnh trên sông. Và nếu tình trạng này không được quan tâm xử lý nhắc nhở từ các cấp quản lý, người dân không nâng cao ý thức về việc bỏ rác đúng nơi quy định, hành động bảo vệ môi trường sống, thì trong một thời gian nữa thôi sẽ xảy ra rất nhiều hệ lụy do thói quen vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Tác hại đầu tiên của rác đó chính là gây ra nhiều loại bệnh tật. Bãi rác là nơi trú ngụ và phát triển của rất nhiều loại vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm. Chúng có thể truyền bệnh qua một số loài côn trùng và động vật sống ở bãi rác. Khí thải, nước thải cũng gây ra các bệnh về đường hô hấp, da và phổi. Chất thải gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiên nhiên. Nhiều sinh vật chết sau khi ăn phải rác thải nhựa hoặc vướng vào rác thải. Bên cạnh đó, đất nước chứa rác thải sẽ nhiễm nhiều chất độc khiến cây cối, sinh vật không thể sinh trưởng, phát triển được. Ảnh hưởng đến cảnh quan, các bãi rác làm cho ảnh hưởng đến các cảnh quan và bốc mùi hôi thối, khó chịu. Ảnh hưởng về ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí. Chính vì thế, miệt thứ thứ 11 rất mong muốn chúng ta, mọi người dân, mọi người con của vùng miệt thứ hãy cùng chung tay hành động để bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Môi trường bị ô nhiễm chủ yếu do chúng ta gây ra. Mọi người vừa vô tình hay vô ý làm cho môi trường sống của chúng ta ngày một ô nhiễm hơn. Để đảm bảo sự phát triển bền vững, con người nên sống thân thiện với môi trường, giữ gìn và bảo vệ môi trường trong sạch hơn.